Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực là chuỗi chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng công ty TCP Việt Nam, nhãn hàng Red Bull tổ chức dành riêng cho thanh niên công nhân Việt Nam, là hoạt động chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029 và thực hiện phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2024 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hải Phòng chính là điểm cuối của chuỗi Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm 2024 với nhiều hoạt động thể thao bổ ích hướng tới thanh niên công nhân, đồng thời góp phần trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, bổ ích, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, góp phần chăm lo, hỗ trợ, nâng cao thể chất và tinh thần, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Một trong những hoạt động nổi bật có thể kể đến chính là giải bóng đá thanh niên công nhân Cúp Red Bull năm 2024. Tham dự giải đấu tại khu vực có 48 đội bóng, sau vòng loại đã có 8 đội xuất sắc nhất đến từ 6 tỉnh thành là Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Giang và Thái Nguyên tham dự vòng chung kết. Các đội bóng thi đấu theo hình thức bốc thăm, bắt cặp, loại trực tiếp để chọn ra các đội vô địch, đội nhì và đội ba. Có thể nói rằng đây là một giải đấu dành cho thanh niên công nhân được tổ chức một cách bài bản và có đầu tư. Ngay đối với cả những đội bóng tham gia giải đấu, dù có được vào vòng trong hay không thì đây cũng là một sân chơi mà các bạn thanh niên công nhân rất hào hứng tham gia. Chất lượng chuyên môn của các đội bóng được đánh giá khá đồng đều với những trận đấu cân tài, ngang sức và chỉ được định đoạt bởi các loạt sút luân lưu đầy kịch tính. Kết quả vòng chung kết giải bóng đá thanh niên công nhân 2024 Cúp Red Bull với chức vô địch thuộc về đội bóng FC Ocean Ship của chủ nhà Hải Phòng. Giải nhì thuộc về đội FC Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, đội giành chức vô địch nhận được cúp, bảng danh vị, huy chương vàng, phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Giải nhì nhận bảng danh vị, bộ huy chương bạc, phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Các đội bóng tham gia vòng chung kết đều có phần thưởng bằng hiện kim và hiện vật từ ban tổ chức. Ngay sau giải đấu, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn đại diện các đội bóng tham dự giải. Hôm nay là một cái dịp để mà anh em thanh niên, công nhân và các anh em của khối doanh nghiệp trực thành phố Đà Nẵng có một cái cơ hội giao lưu. Thứ nhất là giao lưu với tất cả các anh em thuộc các đội bóng trên toàn quốc và các khu vực. Và đặc biệt thì đội bóng của Thép Đà Nẵng hôm vừa rồi đã chiến thắng vào ngày 12 tháng 5 và đã lọt vào vòng chung kết giải bóng đá thanh niên công nhân cúp Red Bull. Thì cũng không còn biết nói gì hơn nữa, thì xin được phép trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ban tổ chức chương trình và đặc biệt đến thành phố Hải Phòng đã cho chúng tôi có một cơ hội để gọi là giao lưu và có một cái ngày để mà gọi là tạo một cái không khí ấn tượng và sôi nổi nhất đối với tất cả anh em thanh niên công nhân. Với mình thì chương trình của chúng ta đến bây giờ đã rất là tuyệt vời rồi, đã có những cái chương trình rất là phù hợp rồi và đã tạo được những điều kiện, những cái dấu ấn rất đặc biệt trong lòng của các anh em thanh niên công nhân của trên, đặc biệt trong cái thành phố Đà Nẵng vừa qua, tức là anh em có được một cơ hội để gọi là giao lưu ở miền đất của Hải Phòng. Vì Đà Nẵng và Hải Phòng là hai thành phố đã có cái nghĩa anh em rất là tuyệt vời, cho nên là cũng không còn đề xuất gì hơn, chỉ còn biết là cảm ơn tất cả ban tổ chức đã cho thanh niên công nhân Đà Nẵng một ngày hội rất tuyệt vời cả ở khu vực miền Trung và cả khu vực của thành phố Hải Phòng ngày hôm nay. Cảm xúc của chúng tôi rất là xúc động và cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả các đội bóng và các vùng miền đến tham dự. Qua giải đấu này thì tôi nghĩ là sẽ cần nhiều sân chơi dành cho các thanh niên, các vận động viên để tạo ra sự kết nối đam mê với các tỉnh, thành phố. Bên cạnh giải đấu, các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên cũng được tổ chức như chương trình tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân với sự tham gia của các hạt nhân văn nghệ đến từ các công ty, đoàn thanh niên của các đơn vị tại tất cả các điểm tổ chức ngày hội. Hoạt động này cũng thu hút được nhiều sự cổ vũ, động viên của khán giả, đồng thời cũng khuyến khích, động viên các bạn thanh niên công nhân thể hiện tài năng của mình. Các hoạt động chăm sóc về y tế cho thanh niên công nhân cũng là một trong những điểm nhấn của ngày hội. Bởi do điều kiện về mặt thời gian, tài chính, nên nhiều anh chị em công nhân không đi khám bệnh định kỳ, dẫn tới việc chăm sóc sức khỏe chưa được đầy đủ. Việc được khám bệnh, tư vấn các bệnh thường gặp và phát thuốc miễn phí cũng đã góp phần hỗ trợ các bạn thanh niên công nhân ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Đêm hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực tại mỗi một điểm tổ chức, bao giờ cũng thu hút được đông đảo người xem.
họ là những công nhân đang làm việc tại khu chế xuất, khu công nghiệp, là những người dân hay các bạn trẻ tại địa phương. Họ đến để xem những người đạt giải tại cuộc thi bóng đá, tìm kiếm tài năng, xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu với những nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng, tham gia các hoạt động bốc thăm trúng thưởng. Có thể nói rằng, nội dung và các hoạt động trong Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực, thực sự đã mang lại những trải nghiệm vô cùng vui vẻ và hào hứng đến mỗi người. Công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull rất là vinh dự được đồng hành cùng với Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để tổ chức chuỗi những ngày hội Thanh niên Công nhân Việt Nam lan tỏa năng lượng tích cực lần thứ 2 vào năm 2024 này. Thì chương trình năm nay được tổ chức cấp trung ương tại là 3 cái thành phố lớn là Đà Nẵng, Thanh Hóa và Hải Phòng. Thì ngoài ra chúng tôi còn tổ chức những cái hoạt động hưởng ứng chương trình tại các thành phố tỉnh mà có nhiều cái khu công nghiệp giống như là Bắc Giang, Thái Nguyên và Nghệ An. Thì chương trình cho tới ngày hôm nay đã thu hút hơn 10.500 thanh niên công nhân tham gia. Cho tới thời điểm này thì tôi cũng có thể nói là chương trình năm nay đã rất là thành công. Và thành công của chương trình năm nay thì luôn luôn là được sự hỗ trợ và đóng góp nhiệt tình từ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng với các cơ quan ban ngành tại các địa phương mà chương trình đi qua. Và đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của các thanh niên công nhân ở khắp các địa phương. Và chương trình thì thông qua chương trình này thì nhãn hàng là Red Bull, chúng tôi là muốn là lan tỏa năng lượng tích cực. Kết thúc Ngày hội Thanh niên Công nhân năm 2024 với những thành công và cả với những điểm cần phải rút kinh nghiệm, song có thể khẳng định rằng sự vào cuộc của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị tài trợ, đồng hành đã mang lại một sân chơi bổ ích, lý thú với những giá trị tinh thần rất lớn, góp phần quan trọng trong việc thu hút, tập hợp lực lượng thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, hướng họ tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, thể chất, có thêm sức khỏe để tham gia lao động sản xuất một cách tốt hơn.